Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ clip ngắn về chuyến tham quan một góc nhỏ của thành phố Melbourne ở Australia. Với vẻ đẹp hiện đại và tinh tế, đa dạng và sôi động của nước Úc, với những dãy phố rực rỡ đầy màu sắc, Melbourne tỏa sáng không chỉ bằng kiến trúc hiện đại mà còn bởi tinh thần và văn hóa đa dạng của thành phố này. Thành phố nổi tiếng với các công trình kiến trúc độc đáo, từ những tòa nhà chọc trời hiện đại ở trung tâm đến những kiến trúc lịch sử. Melbourne là nơi hội tụ của nghệ thuật và văn hóa. Những bảo tàng nghệ thuật lớn ở Victoria chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, còn là nơi giao lưu văn hóa với sự đa dạng về ẩm thực, từ những quán cà phê đầy cá tính cho đến các nhà hàng cao cấp. Melbourne là một thiên đường ẩm thực. Thành phố không chỉ hấp dẫn với những sự kiện thể thao lớn mà còn với những sự kiện nghệ thuật và văn hóa hàng đầu thế giới. Melbourne với không gian xanh của công viên như Royal Botanic Garden và sự yên bình của bờ sông Yarra tạo ra một môi trường sống thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Từ sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, Melbourne đã tỏa sáng như một viên ngọc lấp lánh, thu hút và làm say đắm những người đặt chân đến đây. Thành phố này không chỉ là điểm đến, mà là một trải nghiệm sống đầy đủ và đa chiều. Clip này mình tham quan một góc nhỏ của thành phố Melbourne. Sau đó thì cùng đi tham quan đền tưởng niệm Shrine of Remembrance tại thành phố Melbourne.
không chỉ là một công trình kiến trúc tuyệt vời mà còn là một biểu tượng cảm xúc và lòng tôn kính đối với những người lính đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Mỗi góc cạnh của nó đều đậm chất tưởng nhớ và lòng trân trọng lịch sử của quân sự Úc. Ngoài kia đi nắng quá cho nên mình đi vô trong này cho nó mát cả nhà. Nó ngay trung tâm thành phố ở phía trước. Phía trước kia là đền tưởng niệm của những người lính trong thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Họ đổ bộ tham gia vào lực lượng đồng minh, tham gia vào chiến trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Và họ đã mất rất là nhiều người lính ở bên đó. Thì đó là cái đền tưởng niệm. Vào ngày 25 tháng 4 là ngày Anzac Day của Úc. Khắp nơi có những cái nơi cao sồ có cái đền tưởng niệm, họ đều làm lễ tưởng nhớ ngày đó, ngày cựu chiến binh Úc á. Phía trước kia. Trời nắng thì nắng nhưng mà rong ruổi ngoài này thấy khí hậu nó mát. Đi rất là tuyệt vời luôn. Đây cả nhà. Tới ở Úc á, các bạn đi công viên hay đi chơi, thời tiết nó khá là mát mẻ và cái cây cối nó lớn như thế này nè. Nó rộng, nó thoáng, y như là tranh vẽ vậy đó. Bây giờ là mình sẽ đi lên trên đền tưởng niệm tham quan cho hai nhỏ mình nó tham quan. Anh lượm được một cái trái thông nè. Cái này gì đeo tình? Pinecone. Yeah. Đó, trái này thiệt lớn luôn ha. But I want to call him Echo. Yeah, hiếm lắm á, hiếm khi lượm lắm á. Is it Echo? Ừ. I want to call him Echo. Okay, up to you. Hướng này là phía trước đền á, mình nhìn vô thẳng vô trung tâm thành phố luôn này. Đấy. Thôi bây giờ đi. Is it Echo? Ừ. Call this thing Echo. Đi, cả nhà cùng lên trên tham quan cái đền. Cái quảng trường rộng quá trời rộng luôn. Tới ngày Anzac Day. Mọi người ở trung tâm ở dân cái bang Victoria người ta đổ dồn về đây người ta tưởng niệm những người lính. Ở bên cạnh này là có ba lá cờ, một là cờ của Úc. Như cờ của Úc, của New Zealand hay của người thổ dân hay. Cờ nó không bay mình không thấy. Ở bên này cũng là một cái tượng đài có một cái chảo lửa cháy 24/24 luôn cả nhà, đang cháy đó. Quanh năm suốt tháng nó cháy vậy đó. Go up. Đi lên. Hàng boy của mình đã đi. Can I have this? If I want to make him sick. There's grass. Touch grass.
Rồi, mình giờ mình đi vô thôi cả nhà. Hôm nay được thoải mái đi vô đó, đi tham quan. Ở dưới đó thì lên trên trên lầu luôn. Yeah. You too. Have with Andrew. Andrew nó cũng tới rồi. Đi, đi lên. Oh, that was deep and too dry. That was deep and too dry. Okay, okay. Bữa nay thì mình họ đi phải đi đi ra sau, đi cửa khác cả nhà. À, đi phía bên bên kia kìa. Đây là tầng ở dưới. Quang cảnh ở xung quanh cái đền tưởng niệm này, nó nằm trong công viên Royal Park lớn nhất ở thành phố Melbourne. Đây là trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố nó ở phía trước kia, kéo dài từ phía trước kia đi ra. Thì đền tưởng niệm này, khuôn viên ở trước này cũng đã một hai lần thì họ thay đổi cả nhà, tính theo thời điểm từng năm. Cái này mình các bạn thích thú thì các bạn tìm hiểu thêm ha. Nhưng trước kia thì đây là có những cái hồ nước, hồ đồ gì đó họ thay đổi thành những cái này giống như là cái biểu tượng của cái hoa gì đó đỏ đỏ ở bên đây, quên rồi. Mình chút nữa mình sẽ đi tìm lại cái thông tin cái hoa đó. Don't make him fall, make him safe. Đi lên. Let's go. Wow. Nên anh đang ở tầng hầm. Bên trong, không khí ấm cúng của đền tưởng niệm truyền tải một thông điệp về lòng biết ơn và tưởng nhớ. Trận chiến tại Gallipoli là một phần quan trọng của chiến tranh thế giới thứ nhất và binh đoàn Úc và New Zealand. Trận chiến diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 20 tháng 12 năm 1915, khi lực lượng đồng minh bao gồm cả Anzac cố gắng chiếm đóng Gallipoli, một bán đảo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 25 tháng 4 năm 1915, đây là ngày mà Anzac đổ bộ lên bờ biển Gallipoli. Lực lượng Anzac bao gồm binh sĩ Úc và New Zealand. Trận chiến trên bán đảo Gallipoli trở thành một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lực lượng Anzac và quân đoàn Ottoman, với sự chống trả ác liệt trên cả hai bên. Gallipoli trở thành biểu tượng của sự hy sinh và nỗ lực đặc biệt, nơi nhiều binh sĩ Anzac đã hy sinh để giữ vững các mục tiêu chiến lược. Cuối cùng, do áp lực quân sự và yếu tố chiến thuật, lực lượng đồng minh bao gồm Anzac đã phải rút lui khỏi Gallipoli vào tháng 12 năm 1915.
Mặc dù không đạt được mục tiêu chiến lược, Anzac đã tạo ra một di sản vĩ đại. Với tinh thần Anzac trở thành một biểu tượng về lòng can đảm và lòng trung hiếu. Trận chiến tại Gallipoli đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của Úc và New Zealand, đánh dấu sự hình thành của lòng tự hào quốc gia và lòng hiếu kính đối với những người lính đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngày 25 tháng 4 hàng năm được kỷ niệm là ngày Anzac, một ngày quan trọng để tưởng nhớ và tôn vinh những người anh hùng Gallipoli và tất cả những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh. Bảo tàng đã giới thiệu về lịch sử quân sự, các mảnh đất chiến đấu và câu chuyện của những người lính. Bức tượng Remembrance ở giữa là biểu tượng của sự tự do và hòa bình, làm nổi bật tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm của những người lính Úc. Thank you.
từ trên mái, tầm nhìn mở ra toàn cảnh thành phố Melbourne, tạo nên một không gian yên bình để nhớ đến những người đã rơi vào chiến tranh. Mỗi lễ tưởng niệm đều là dịp để cộng đồng người Úc tập trung kính phục và tưởng nhớ về quá khứ. Đền tưởng niệm không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mắt, mà còn là một ngôi đền của những ký ức vĩ đại và lòng hiếu kính sâu sắc của người Úc đối với những người anh hùng đã hy sinh vì tự do và hòa bình. Nó là biểu tượng sống về lòng kiêu hãnh quốc gia và tình yêu quê hương. Là nãy giờ dắt mấy anh đi vô trong đó tham quan cái đền tưởng niệm đây. Tại vì có tụi nó đi cũng không có quay chi tiết nhiều cả nhà, đi tham quan thôi. Cũng không có gì để mà mình chia sẻ nhiều. Đi tham quan cho mấy đứa nhỏ nó biết. Tại vì mình tới đây là cũng lần đây là lần thứ ba, thứ tư gì rồi. Thì cái điểm này cũng là một cái điểm du lịch để người dân ở Úc trên toàn tiểu bang hay là khắp nơi, khi họ về tới du lịch ở Melbourne thì họ đi đến đây họ tham quan. Bên cạnh cái đền tưởng niệm này thì có một cái công viên Royal Park ở bên kia. Giờ mình đi qua bên đó mình tham quan nữa. Hay nhở? Chưa đâu. Đây, đây là không gian ở phía trước đây cả nhà. Tiết trời đẹp lắm. Mây 24, 25 độ thôi. Nhưng mà bây giờ đi nắng thì bây giờ mình đi vô trong kia đông mát hơn. Đi nhanh hai đứa. Ok, bye cả nhà. Video này tạm dừng ở đây ha. Qua bên công viên.